Là một trong những hộ sản xuất long nhãn lớn của tỉnh, hiện mỗi ngày gia đình anh Vũ Ngọc Đỗ ở xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên chế biến 7 tấn nhãn tươi. Đây chính là giải pháp hiệu quả để tiêu thụ nhãn trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19. Nhãn tươi được anh Đỗ mua ở thành phố Hưng Yên và các địa phương lân cận. Để chế biến số lượng nhãn lớn như vậy, anh đã phải huy động hàng trăm lao động ở trong xã. Cả một thôn có trên dưới 160 lóc nhà, nhưng có trên dưới 100 hộ gia đình đến để lấy nhãn mang về nhà bóc long thực hiện đảm bảo cái phòng chống dịch cho nó có hiệu quả. Xoáy long nhãn tuy chỉ là nghề thời vụ kéo dài trong hơn 2 tháng nhưng mang lại thu nhập khá cho nhiều lao động. Công việc làm long nhãn không khó, chỉ cần kiên trì, chịu khó nên ai cũng có thể tham gia. Với tiền công 4.000 đồng một kg, mỗi ngày một người có thể bóc được từ 40 đến 50 kg quả tươi cho thu nhập từ 150.000 đến 200.000 đồng một ngày. Mỗi ngày khoảng được 90 cân một tạ, thu nhập thì khoảng được 400.000 ạ. Để sấy được 7 tấn nhãn tươi, anh Đỗ đầu tư các lò sấy củi than và lò sấy điện. Với kinh nghiệm lâu năm, sản phẩm long nhãn của gia đình anh có chất lượng và mẫu mã đáp ứng thị hiếu của các khách hàng truyền thống. Vì vậy sản phẩm chế biến đến đâu được tiêu thụ ngay đến đó. Hiện nay mỗi ngày anh xuất bán 7 tạ long nhãn với giá 130.000 đồng một kg cho các khách hàng ở thị trường Trung Quốc. Mình phải làm sao cho nó tốt, bởi vì năm nay cái nông sản của chúng ta là rất nhiều, mà chính cái nhiều đó thì Trung Quốc mua có phần lựa chọn, mà chính cái lựa chọn đó thì mình làm lại phải cẩn thận hơn, cho nên là nếu mình làm được cẩn thận hơn thì đồng nghĩa với việc mình sẽ bán được tốt hơn. Từ đầu vụ đến nay, anh Đỗ chế biến được trên 100 tấn nhãn tươi và phấn đấu vụ nhãn năm nay sẽ chế biến trên 300 tấn, tạo việc làm cho gần 400 lao động.